Xin chào bạn, tôi là Tú Phan, trên trang web phankimtu.com. Thì video trước ta đang tìm hiểu rõ ràng về cái phần cây RAM này. Video này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm một số cái phần những cái đặc khắc cây. Nghĩa là khi bạn chọn cái khóa cây á, thì bạn sẽ thấy là nó có cái phần Easy In, Easy Out nè. Thì những cái chuyển động này là như thế nào? Thì nếu bạn nào đã học qua cái phần mềm After Effects á, thì nó tương tự như thôi. Easy In, Easy Out, Easy. Thì tôi qua chế độ giao diện là bình thường đi, Standard. Rồi tôi mở lên thử cho bạn xem cái một cái bài về đây. Ta sẽ có một được những cái chữ này, ta nhấn play phát thử F8. Rồi bạn thấy là hiện tại những cái chữ này nó di chuyển từ xa lại gần đây, và với cái tốc độ hay là cái cách vận chuyển á, hình thức cái đường cong và chuyển động á, nó cũng như nhau, nó tình tiến như nhau. Bạn thấy chưa? Tất cả các chữ này. Thì tôi nói một số cái trường hợp chúng ta thường hay sử dụng thôi. Thì bạn sẽ thấy là đây mặc định default nè, liner là đường thẳng, easy in, easy out hay là easy easy là kết easy easy, thật ra kết hợp giữa cái in và out. Cái vào cái ra thì easy này bao gồm cái vào cái ra luôn. Còn những cái RAM hay những cái custom này thì RAM thì nó ràng buộc thôi, custom là tùy chỉnh. Ít sử dụng lắm, thì nói sơ cho bạn hiểu thôi. Rồi thì chúng ta quay lại cái bên cái giao diện với anime đi, cái giao diện mà hiện chuyển động nè. Rồi giờ ta sẽ làm từng trường hợp một nhé. Đầu tiên thì cái click vào đây, giữ chuột trái rê xuống, tắt hết, tắt hiển thị thôi. Nhưng mà nó còn cái đường đúng không? Rồi muốn tắt luôn cái đường đó thì bạn giữ phím on alt á, bạn click vô đây, bạn kéo xuống, thấy chưa? Bây giờ click thì nó sẽ ẩn thôi. Rồi thì bạn sẽ thấy chỉ còn trên màn hình chỉ còn lại cái chữ default thôi. Default nè là dạng chuyển động mặc định á. Rồi tôi sẽ bật thêm một cái tùy chọn nữa là cái liner. Tôi phóng to màn hình lên cho bạn dễ nhìn nhé. Chịu nhấn phím H. Chúng đang đỡ giao diện theo dạng đường đi. Rồi lưới nha, tôi đang để chỉ default với liner thôi. Rồi ta chọn nó để cho nó hiển thị cái đường. Bạn thấy chưa? Một đường thẳng, chuyển động tình tiến. Liner là dịch ra là chuyển động thẳng đó, thẳng đều đó. Rồi thì bạn muốn biết như thế nào đó, thì bắt buộc bạn phải qua chế độ xem đường cong. Đây chế độ F-Curve Mode đường cong. Rồi bạn click vô cái liner nè, bạn sẽ thấy. Nhấn phím H cho nó vừa màn hình, nó phóng to lên. Thì bạn thấy trên màn hình đó là màu đỏ là X, xanh lá là Y, màu xanh dương là Z. Theo cái trục á, thì bạn thấy X với Y nè, thì nó là một đường thẳng, thì tại vì nó không có thay đổi. Tham số vẫn là như cũ nè. Lưới nha. Trên đây là giá trị thời gian, timeline, KRAM. Còn đây chính là giá trị về tọa độ. Tọa độ á, vị trí á, anh thấy chưa? Rồi thì các X và Y giờ nó không thay đổi, nó một đường thẳng. Ngược lại có cái thằng Z này thì nó sẽ thay đổi từ 4000 nè, 4000 mấy. Cái tọa độ nó sẽ giảm xuống về 0, về giá trị bằng 0. Nghĩa là đi từ đây là 4000 mấy này về giá trị bằng 0 ở chỗ này, góc tọa độ. Thì nó sẽ được cái đường cong như thế này. Nó hơi nghiêng xuống. Nó sẽ di chuyển là ban đầu là chậm dần, là tới đây là nhanh dần, tới đây nó sẽ từ từ chậm dần. Tại sao tôi biết khi nào nhanh khi nào chậm? Thì bạn nhìn cái đường cong này nè, khi mà cái độ dốc nó chúi xuống, tôi vẽ cho bạn xem. Khi tôi chỉ bạn cái kinh nghiệm luôn nè. Khi bạn thấy một cái đường á, nó không biết là nó dốc lên hay nó dốc xuống, nhưng mà cái độ dốc hay là cái độ nó chùi xuống mà nó thẳng đứng như thế này nè, thì chứng tỏ là cái tốc độ nó đi rất là nhanh. Còn nếu một đường cũng như vậy đó, nhưng mà nó sẽ có cái độ lại như mà bãi biển ha, nó sẽ lại như thế này, thì tốc độ nó chạy rất là chậm. Tại sao vậy? Tại vì cái khoảng thời gian từ đây nè tới đây giả sử nó chỉ có trong vòng 1 giây thôi. Còn khi cái khoảng thời gian từ đây nè tới đây giả sử như nó tới 3-4 giây lận, thì tất nhiên tốc độ nó phải chậm hơn rồi. Cùng một tọa độ là 4000 xuống không, cùng một quãng đường, nhưng mà cái nào á tốn ít thời gian hơn thì tất nhiên nó phải đi nhanh hơn rồi. Còn cùng một quãng đường là 4000, nhưng mà cái nào phải đi mất hơn tới 3 giây lận, 3-4 giây lận, thì tất nhiên cái khoảng thời gian này
thì cái đoạn đường cái đối tượng này nó phải đi chậm hơn. Nói gì bạn dễ hiểu ha. Rồi ta tiếp tục tới một cái đối tượng khác nữa. Laner là dạng này thôi. Ta sẽ bật cái này lên. Rồi ta cho nó chạy thử. Easy in, easy out. Thì bạn quét chọn cho tôi cái dạng quên nữa, cái liner này. Nếu bạn chọn, bạn quét như thế này là bạn chọn hai cái điểm, hoặc là bạn nhấn Ctrl A để chọn hết những cái điểm neo trong đây, những cái khóa cây trong đây. Bạn click chuột phải chọn cho tôi là dạng liner. Tôi quên ha, liner là dạng đường thẳng á. Đây nè, bạn click như đây cũng được, hoặc là bạn click trên đây nè, nó có cái phím tắt, cái shortcut ở ngoài đây nè. Rồi thì bạn sẽ thấy cái liner nó chuyển động như thế nào. Thấy chưa, liner chuyển động là theo một cái đường thẳng, nghĩa là khi nào tới cái gần điểm đích này nè, nó tốc độ nó không giảm, nó vẫn đi thẳng luôn nè. Thế giờ nó liner là một dạng đường thẳng chuyển động đều. Rồi easy in là cái gì? Easy in là ta quét chọn thử, giờ ta nhấn chuột phải, hoặc bạn chọn ở đây cũng được. Đây là easy in nè, click chuột phải, đây easy in đây, quét chọn nhé, Ctrl A cũng được. Rồi easy in bằng click chuột phải, bạn chọn cho tôi cái chữ easy in. Ở trên đây nó không có thì bạn có thể click vô trực tiếp trên đây nè, easy in nè. Thật ra nó đã easy in rồi, có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi nó vào thì nó sẽ là chuyển động nhanh dần đó. Rồi easy out thì tương tự vậy, là khi nó ra thì nó sẽ chuyển động chậm dần. Easy in, easy out thì tính tương tự nhau thôi. Rồi tôi bật lên cái easy out này cho bạn xem. Bạn thấy chưa? Cái easy này bạn bây giờ bạn nhìn thì bạn hơi khó, nhưng bạn nào chưa có học qua After Effects thì bạn nhìn mà hơi khó. Nhưng đại khái ta nói cho bạn hiểu đi, là cái easy á bao gồm easy in và easy out, là khi nó đi vào thì nó sẽ đi tốc độ giống như bạn, tương tự như bạn đang chạy xe máy vậy ha. Ban đầu bạn nổ máy lên bạn chạy thì bạn sẽ là tốc độ chuyển động nhanh dần. Khi mà đạt được cái tốc độ nhanh dần, bạn chuẩn bị về tới nhà bạn hay gì rồi á, hay tới đích á, thì bạn sẽ từ từ giảm ga lại để bạn chậm chậm dần cho đến tới đích luôn đó. Còn nếu như bạn chọn chế độ chạy theo liner này á, thì từ lúc xuất phát cho đến lúc kết thúc thì bạn chạy cùng một tốc độ, nghĩa là mới ban đầu nổ máy lên là chạy tốc độ 40 luôn, và khi tới nhà bạn không giảm tốc độ, bạn cứ vẫn chạy tốc độ 40, đó là liner. Nói gì cho bạn dễ hình dung nha. Rồi easy in, easy out thì nó là easy, cái vào cái ra. Easy in nghĩa là khi vào nó phải chuyển động nhanh dần, easy out là khi tới gần đích á thì chúng ta sẽ chuyển động chậm dần, chỉ vậy thôi. Rồi còn những cái lam đồ, những cái này thì nó ràng buộc thôi, không có gì hết. Nó ràng buộc cái khóa chúng ta, nghĩa là giả sử như cái lam này nè, nó ràng buộc cái khóa chúng ta. Giả sử như ta chọn Ctrl A hay là quét hết, thì bạn click chuột phải, bạn chọn chế độ lam đây nè, nó khóa chúng ta. Khóa thì bạn không thể nào thay đổi được những cái điểm neo này, nó không quan trọng đâu. Những cái lam custom này thì không có gì hết. Và video custom thì ý nó là custom là bạn có thể là thêm những khóa cây á. Giả sử như giờ để thêm những cái keyframe ở trong đây á, thì bạn giữ phím Ctrl nha, ta giữ Ctrl nha, click tự động nó sẽ thêm một cái keyframe đây cho ta, để ta tùy chỉnh. Đây tùy chỉnh cái đường cong, thấy chưa? Ta cho hiển thị. Rồi tôi xin lỗi các bạn, đây tôi bị dính cái bàn phím. Rồi bạn sẽ nhìn thấy cái trục xét thì nhìn nó không được rõ cho máy. Giả sử tôi chỉ chỉnh cái trục y đi lên xuống nè. Rồi trục y này do tôi chọn là chế độ đường cong đi, quét chọn nó chế độ đường cong. À đúng rồi, do trục y chúng ta không có đặt khóa cây, nó không có thay đổi cái vị trí nên chúng ta không có chỉnh được. Rồi đại khái cái bạn hiểu là chúng ta có thể đặt thêm khóa cây, là giữ phím Ctrl để bạn click đặt thêm khóa cây. Muốn xóa khóa cây thì bạn quét chọn nó, rồi nhấn phím Delete, như vậy thôi. Qua tới bài tập thì nói thì kỹ hơn về cái phần mà chỉnh sửa khóa cây này cho dễ. Rồi video này đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.
Tôi là Tú Phan, đến dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com.